chào các bạn nha. Con chó này là hôm nay là mình ship về về Kon Tum các bạn nha, về Gia Lai Kon Tum đó. Con chó này ấy là nó là 7,5 kg nha, 7,6 kg mình cũng bán 4 triệu nha các bạn, 7,5 kg mình cũng bán 4 triệu nha các bạn nha. Con chó này là dòng mặt nhăn nha các bạn nha, dòng mặt nhăn móng ngắn chứ không phải là mặt sệ nha các bạn. Đây mình ship về là trước khi mình đi mình ship để cho người ta là mình cũng kèm theo một cái cám này, cảm kèm theo và một cuốn sổ nữa các bạn nhé. Ai mua của mình thì mình cũng ship đi như vậy nhé các bạn nhé, cũng kèm theo một cái cám và một cuốn sổ. Đây con chó này, con chó này 7,5 kg mình cũng bán có 4 triệu nha, và 6 kg mình cũng bán 4 triệu nha các bạn. Đây là mình ship về Kon Tum nha các bạn nhé. Số điện thoại của mình ấy là 0982481471. Dòng này là dòng mặt nhăn nha các bạn nha. Rồi mình đang có dòng mặt trơn luôn nha các bạn nha. Mình nuôi 2 dòng. Mình ship bằng xe Tân Liên nha các bạn nha. Về Kon Tum là xe Tân Liên. Mình đang đứng ở chờ xe này. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 nha các bạn nha. Năm 2023 nha. Con chó này nó rất là lanh lợi, chó mình nuôi rất là lanh lợi. Đây mình bỏ nó vào giỏ các bạn, giờ nó đi về chủ mới. Đây, giỏ đây.